Ảnh thằng ơi, giờ này mà vô mà gặp cái gì chị Tommy hả, hay là Tạm My hay là Tạm Mỹ gì đó em cũng không biết nữa, nhưng mà em thấy chị lớn tuổi, chị rất là chững tuổi rồi đó chị. Chị xưng chị là người người Việt Nam, chị nói tiếng Việt Nam, em nghe em biết tiếng Việt Nam mà. Tuy là những nghệ sĩ nói là lũ khán giả như tụi em ít học, nhưng mà tiếng Việt Nam em biết, em rất là biết luôn. Chị nói em nghe em hiểu, em biết chứ. Nhưng mà em thấy chị đem lên đây là chị quay ngang là chị nói cái gì về cái quá khứ của người khác. Cái quá khứ của người khác nó đâu quan trọng đâu chị. Ở đây nếu như là chị chỉ cần lên vậy, em nói chị, hàng ngàn hàng vạn người của Việt Nam chúng ta đều xem, đều lướt qua, đều xem tất cả những gì chị nói, mà chị nói nó đúng kìa. Còn chị nói kiểu đó thì chắc là lỡ nó lướt qua mà nó gặp chị nói kiểu vậy chắc thôi bỏ đi, còn không mấy thì cái fan của người ta cũng vô người ta chửi chị à. Tại vì làm sao chị nói nó không có đúng vào cái sự người ta đang trông chờ ở đây. Sự thật dân ở đây á, người ta đang trông chờ á, là chị đem những cái gì đó chị ra chị nói nó thực tế vào những cái, một là nghệ sĩ này có là dính líu tới cái vụ là ăn chặn từ thiện hay không, hai là bà mà chị nói cái quá khứ á, là có đúng hay không, và như thế á thì người ta sẽ ủng hộ, người ta sẽ xem. Chứ còn chị đi vô đây mà chị chửi chị nói về cái quá khứ, con này từng ngủ với bạn của thằng là gì, bà ấy ngủ, chị không ngủ được, chị tức chị nói hay làm sao. Chị nói nó không có liên can vào ở chỗ này, em không biết chị, nhưng mà chị nói vậy là chị nói không đúng. Tại làm sao chị nói chị là người Việt Nam, chị là chị muốn đăng lên để chị cho công chúng biết á, thì chị cho công chúng biết nè, dân tụi em á thì cũng đôi khi mình cũng có đỡ hơn người ta là được, là mình có cái điện thoại để là mình lướt mình coi, có thể mình biết, mình nhớ tới những cái anh hùng á mà người ta đi là trợ giúp cho dân để chống đối cái lũ lụt mà người ta hy sinh á. Chị tìm hiểu những người đó mà chị đăng lên á, như vậy á, hàng ngàn hàng vạn dân sẽ vô đó mà xem để biết tới những cái nhân vật nào, những cái anh hùng nào để người ta nhớ tới. Còn đằng này chị đi vô chị nói cái gì đâu không, chị vậy chị xưng chị là người Việt Nam cũng hên á, em không bà con gì, chứ em bà con gì chắc thôi em cắn lưỡi em chết đi chứ sống chi. Trời ơi trời, chị nói vậy chị không biết nhục hai cái từ là người Việt Nam hả chị. Rồi vừa vừa xem cái clip chị ở trên á, rồi em quay xuống dưới á, em gặp một người nữa chứ, là cái người mà em không muốn xem bao giờ luôn, là cái gì người gì tên xưng tên là gì Thu Thương á. Ơi là trời à, chị ơi em có biết chị là ai đâu, nhưng mà em thấy chị nói chuyện không có cái gì ra cái gì luôn. Ví dụ chị muốn là người ta xem cái những cái bài của chị đăng, hay người ta tìm hiểu á, thậm chí em nghe hết luôn cũng được nữa, tại vì em xem thôi nó chỉ tốn pin điện thoại thôi, nó đâu tốn tiền, nhưng mà chị cũng vẫn có tiền. Nhưng mà chị vào chị nói ở đây là nó không có cái gì đúng với cái gì hết á. Chị nói ví dụ là chị giờ là thực tế vậy đó, chị đăng những cái hình ảnh hay là những cái gì nó thực tế hơn, hay là cái nào ai đúng ai sai chị nói ra, người ta vào xem rồi người ta chia sẻ cho chị hàng ngàn hàng vạn lần luôn nữa. Còn đằng này chị nói cái gì mà nó không ra cái gì, chị đem toàn là chuyện xấu, chuyện này chuyện kia, chuyện đời đời não đời nào, nhiều khi là cái giới tuổi cỡ chừng 15 20 tuổi rồi có thể người ta không biết luôn, tại vì làm sao biết được. Cỡ như vậy dạng chị thì chắc cũng cỡ đâu có được nhiêu, chắc cũng cỡ bốn mấy tuổi thì theo như em đoán là vậy. Nhưng mà chị nói chị lớn rồi, chị nói cái gì nó cũng phải cho nó chững lên. Ví dụ là bây giờ là nghệ sĩ này nghệ sĩ kia nó không có liên can tới, hay là cái gì đó mình phải có cái chứng cứ gì đó mình nói để cho dân người ta phục.
Rồi hay hoặc là những cái nghệ sĩ nào mà chửi á, là một cái lũ khán giả ít học thì lấy cái quyền gì mà lên tiếng, là trong cái lũ khán giả đó có chị đó, chị có xem là cười, chị cũng là cái lũ khán giả đó, người ta chửi chị không có đòi lại công bằng, mà chị lo là chị đi là lên là YouTube để chị kiếm tiền, hay là chị ăn tiền, tại sao chị không đòi công bằng, là người ta chửi chị đó, sao chị không đòi lại đi, thì vậy mới gọi là hay. Bởi vậy cho nên là những cái nghệ sĩ á, người ta chửi chị á, mà đâu phải chửi chị không đâu, chửi nguyên với cái dòng dòng họ chị rồi em đồ từ lưa, kể cả dòng họ em cũng vẫn bị chửi nha, mà dòng họ bao nhiêu người khác cũng vẫn bị chửi, tại vì cái câu lũ này tức là một tất cả những người coi họ là họ kêu là cái lũ, những cái chuyện khác em không dám nói tới. Nhưng mà cái người nghệ sĩ quảng cáo là từng là một cái ca sĩ đó đó mà lên tiếng nói như vậy đó, là từ đó em sẽ nói hoài nói hoài nói hoài cho tới khi nào người đó đứng lên nói một cái câu ừ xin lỗi hay là cái gì đó thì em mới ngưng. Chứ còn những cái bức hình ảnh đó em lưu vào điện thoại, cứ 1 2 ngày, 5 3 ngày em đăng lên, đăng lên để cho người ta biết cái nghệ sĩ á, nói như vậy với khán giả. Mà khán giả ở đây không phải là riêng riêng riêng, riêng gia đình chị và gia đình em đồ đâu, không phải là gia đình vạn dân vậy đâu, ai đã từng coi họ diễn họ hát á đều là khán giả của họ, mà kể cả dòng họ của họ là những người coi trước nữa, tại vì người ta hát mà. Trước khi đi hát ra ngoài thì ở nhà người ta đã tập cho người nhà người ta nghe rồi, là đó cũng là một cái lũ. Người khán giả đó học bằng cấp gì ở bên Đức đó, rất là hay luôn, rất là hay luôn, về chửi một cái từ lũ rất là hay luôn, chửi vậy tức là đâu có chừa ai đâu, kể cả bất cứ ông tướng ông tá nào ra coi là xếp vô là cái dạng lũ hết. Em thiệt em không hiểu những cái đó đó, sao chị không lên chị đòi lại công bằng, mà chị đi là soi mói những cái quá khứ của ai vào trong đây, nó đâu liên can đâu chị. Ở đây á là công dân á, là nhân dân Việt Nam chúng em á, là đang muốn á, một là một cái sự minh bạch cho các cái nghệ sĩ, hai là những gì là bà Nguyễn Phương Hằng bà nói đúng hay không, có pháp lực người ta vào người ta làm cho nó rõ. Còn chỉ có những cái người xấu như là hai chị với lại cái anh gì Happy gì đó, nói chung là em đúng là nghệ sĩ nói đúng mà khán giả ít học, em ít học lắm cho nên em không biết là cái gì Happy gì đó, nhưng mà em có chụp hình thôi chứ em không có nhớ. Rồi có thêm một cái người là ca sĩ, người đó chắc nhỏ tuổi hơn em nhưng mà em cũng không biết tên, nhưng mà em có chụp hình người đó, em có đăng lên Facebook. Nhưng mà những cái con người đó lên ca hát để chửi người ta, vậy lấy cái nghệ sĩ là muốn ca làm sao, muốn chửi cái gì cũng được, cái đó là không đúng. Mình muốn cho bậc anh bậc chị, kể cả ai đó mình không biết, thì mình muốn làm sao là mình làm cho cái việc nó rõ ràng ra, chứ mình đừng có vào mình chửi. Mình chửi như vậy á, ví dụ như trong cái những cái nghệ sĩ mà người ta kêu tên, yêu cầu có một người hay hai người sai là người ta đã đúng rồi. Tại vì người ta là gọi, người ta không có, nhiều khi đôi khi người ta không có nhớ tên, người ta gọi là các nghệ sĩ. Tại vì như em nè, đó, cái người đăng đó em có biết tên đâu, nhưng mà em không có biết tên, nhưng mà em biết họ là nghệ sĩ quảng cáo, là một ca sĩ,
Nhưng mà ca sĩ cũng đâu có được quyền mà nói một cái từ lũ. Lũ đó rất là nặng á. Lũ đó rất là nặng. Tại vì một cái từ lũ khán giả hơi bị ghê, em hơi bị bức xúc, cho nên là em cứ tìm người đó, em phải khi nào mà chính bản thân em thấy một cái bài phát nào đó của cái người nghệ sĩ đó đăng lên có một cái lời xin lỗi khán giả vì tôi đã lỡ miệng tôi nói thì ok, xóa bỏ hết, không có gì. Việt Nam chúng ta hay ông bà đời xưa, thời quan chúa cũng vậy, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại hết. Và mấy chị cũng lớn rồi chứ, chị cũng có gia đình chứ. Đời người ai cũng có quá khứ, mà chưa chắc gì cái quá khứ của ai nó tốt đẹp hơn ai đâu mà phải đem ra mà nói. Còn cái hiện tại ở đây á, cái quá khứ của người mấy chị nói á, là bà Nguyễn Phương Hằng á, có như thế nào bọn dân tụi em cũng không biết và không cần phải biết. Nhưng tụi em đang biết và đang cần phải biết, tức bà ta đang là thể hiện một cái người gọi là đẳng cấp, có tâm có tầm để nhìn, để thấy, để đòi lại công bằng cho những người dân khốn khổ. Ví dụ như ở đây những nghệ sĩ làm đơn kiện bà ta, vậy dân tụi em làm sao để kiện ai? Trong cái các nghệ sĩ mà nói một cái từ là lũ khán giả ít học thì lấy quyền gì mà lên tiếng? Thì em ít học thiệt, em thì chỉ học có lớp 3 thôi, nhưng mà em nghe câu đó em đau chứ, tự nhiên quên nguyên cái dòng họ mình, dòng họ của người nói luôn vậy. Vậy là tức là cái người nói ra cái câu nói đó, họ là một cái con người bất hiếu, không nhớ tới cái là cái người tạo ra mình mà mình đi nói một cái lũ người đó nói là không đúng. Em chỉ nhận định vậy thôi. Còn cái vấn đề nghệ sĩ nào làm đúng làm sai thì em rất là trông chờ tới để mà mình biết. Ví dụ như nghệ sĩ làm đúng không sao, không có gì, mà dân ủng hộ hàng ngàn hàng vạn lần hơn nữa. Còn nghệ sĩ làm sai thì dân sẽ bỏ. Vậy thôi. Chứ để làm chi? Để làm gì nữa? Để cái sai phạm đó nó lan tràn ra xã hội à? Những cái đó mà không cần làm cho nó chấn chỉnh lại, mà chị đi chị bư vào những cái quá khứ ra. Bây giờ cho là đừng có nói là bả ba bốn đời chồng hay năm bảy đời chồng gì, nói chung bả sống với 1.000 ông chồng, 1 vạn ông chồng, nó không liên can tới mấy chị. Cái chuyện đó là chuyện người nào sống với bả là do ông chồng bả, là người ta tính toán, người ta chấp nhận, người ta thương, là người ta đâu có hề sống chung, là người ta đâu có hề nghĩ gì tới quá khứ. Ai cũng vậy thôi chứ. Bây giờ ví dụ chị đem ra một cái vấn đề nè, bà này bà nói cái nghệ sĩ này nó là không đúng, thì mình phải chờ cho cán bộ công an pháp luật làm việc nó minh bạch rõ ràng. Nếu bà ta sai thì xử phạt, bị bắt ở tù kệ bà, ra dân tụi em cũng đâu mất mát gì đâu, đúng không? Còn cái dân tụi chúng em cần các nghệ sĩ sao kê ra cho nó rõ ràng cho các cái mạnh thường quân. Nhưng các cái mạnh thường quân ở trong này á, kể cả có người làm thuê cuốc mướn kìa, người ta khổ luôn á. Người ta gửi vào 10.000, 20.000 hay 50.000 cũng là hết một ngày công của người ta rồi. Người ta ăn đi, người ta còn có nhiêu đó thì người ta hy sinh một cái ngày công. Còn những cái nghệ sĩ đó kêu gọi như vậy mà họ có bỏ ra ngục ngày ngày công nào không? Họ có bỏ ra ngàn nào vô họ cứu trợ không? Cũng giống như là một cái người nghệ sĩ ưu tú đó, người ta có bỏ vô ngàn nào không?
người ta bỏ tiền vô trong cái tài khoản người ta 5 6 tháng trời, mà cũng nhờ là cái bà Phương Hằng đó, bà nói ra thì mới có dân mới được là giải ngân đó, mới được cứu trợ đó. Mà giờ cứu trợ đi là đi kêu gọi cộng đồng, là kêu gọi là mạnh thường quân á, là cứu trợ vào cái mùa lũ, mà đợi tới cái mùa nắng cháy da luôn rồi ra ra cứu trợ cái gì? Vậy thì ai đi để đòi lại cái công bằng đó cho cái dân miền Trung? Ai ai xúc phạm dân miền Trung? Vậy có phải là người kêu gọi xúc phạm dân miền Trung không? Vậy sao chị không nói, chị không đề cập? Vậy ví dụ như là nghệ sĩ là ưu tú của nước Việt Nam nè, ai cũng biết tới ông ta hết á, vậy sao là ông trễ là 5 6 tháng trời, tới khi bà Phương Hằng bà kêu lên đó mới giải ngân đó, rồi mới đứng ra xin lỗi đó, sao bà không kể ra, sao bà không nói ra, bà đi nói cái gì, cái chuyện quá khứ không vậy? Nó không có liên can trong cái cuộc này. Nói chung là em lướt qua Facebook, mà bây giờ có ai chỉ giùm cho Cường cái cách đó, và làm sao để xóa tiệt mấy người này cho đừng có gặp. Và vậy là mang ơn rồi, vậy là em không có thắc mắc nữa. Em chỉ có thắc mắc về cái vấn đề những người nghệ sĩ nào mà nói một cái câu á, lũ khán giả ít học thì lấy cái quyền gì mà lên tiếng à. Thì từ đây em sẽ nhờ hoài 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 tới khi nào mà có được một cái lời xin lỗi từ nghệ sĩ đó thì em không tham gia nữa. Còn không là em cứ nhờ hết chỗ này tới chỗ kia cho nó công bằng lại chứ. Tại vì tháng mấy 2 tháng trước rồi em có từng kêu tựa lừa chỗ chân á, nội mà lúc dịch mà khổ đâu đi đâu được đâu, cũng đâu có được cái gì đâu, mà nội tốn tiền điện thoại không nó cũng là 300 mấy chục ngàn à. Mà tới cái đợt mà nhờ được cái chỗ để mà đăng lên để mà nói á, nhưng mà cũng rất vui. Nhưng mà sao đăng đăng lên rồi là thấy là vui rồi, là tính không có tham gia nữa, nhưng mà quay ngược lại lại lướt vô Facebook mình xem lại cái bài đề bài của mình đăng lên thì lại gặp hai bà này nói cái gì đâu. Em không biết là có đúng tên hay không, nhưng mà em gặp là chữ T, chữ A, chữ M, rồi chữ M, chữ Y viết qua không à, cho nên là em đọc là Tâm mi hay Tam mi hay là cái gì đó em không biết. Nhưng mà mấy chị lớn rồi, mấy chị nói cái gì là nó sai hết rồi, nói cho nó chuẩn vô, nói vô cho nó đúng cái là cộng đồng mạng chúng em đang cần ở đây nè. Một là trả lại trong sạch cho các cái nghệ sĩ của chúng em, hai là trả lại trong sạch cho là chị Nguyễn Phương Hằng, vậy thôi. Còn chị nói cái vấn đề đây nó không liên can gì vô cái vấn đề này chứ, chị đem cái quá khứ ra nó không có đề cập vô trong đây được.